Xin chào mọi người, mình là Toàn An Đồng. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người sử dụng khóa thông minh, cụ thể là sử dụng cái FOB chìa khóa thông minh trên xe SH Việt Nam 2020. Thì các xe SH 2016, 2019 thì cũng đều là như vậy thôi. Đầu tiên ở trên FOB có 3 nút, chúng ta thấy có 3 biểu tượng. Chúng ta sẽ học biểu tượng đầu tiên đó là cái hình chìa khóa. Thì đây tên là phím on và off. Chúng ta ấn một lần sẽ thấy cái đèn led ở trên này nó sáng màu xanh hoặc màu đỏ. Ở đây chúng ta thấy sáng màu xanh, có nghĩa rằng là chìa đang trong trạng thái là on. Vậy thì chúng ta cầm cái chìa này đi vào gần xe, trong vòng là 2m thì chúng ta sẽ dùng được khóa. Chúng ta ấn đánh thức, đèn led ở khóa sáng, đèn báo chìa sáng và chúng ta vặn khóa lên on bình thường. Khi chúng ta tắt đi thì phải 1 phút sau cái hệ thống khóa mới off. Vậy chúng ta muốn off ngay, chúng ta lại ấn nhanh một lần vào núm khóa thông minh là hệ thống sẽ off. Trở lại với cái nút nguồn này, chúng ta muốn off xe, chúng ta giữ chặt vào đây. Thấy đèn đỏ sáng, điều đó có nghĩa rằng là FOB đã off. Thì bây giờ chúng ta có ấn đánh thức vào công tắc núm khóa cũng không có tác dụng gì. Và cố tình vặn để phá khóa thì sẽ bị trượt. Nút ấn thứ hai, đó có hình có cái loa. Có cái loa đây là nút báo động hoặc là nút chống trộm hoặc là chống dắt. Chúng ta gọi với nhiều tên khác nhau. Chúng ta ấn vào đây một lần. Rồi. Chúng ta nghe thấy âm thanh tít tít là hủy chế độ chống trộm. Chúng ta ấn tiếp. Sẽ nghe thấy ở hai âm thanh tít nhưng mà thưa nhau. Đấy, chúng ta thấy là khoảng cách hai tiếng tít là rất là thưa. Vậy thì xe đang ở chế độ chống trộm và chúng ta chạm vào xe. Đó, chúng ta chạm vào xe thì xe sẽ hú. Nó sẽ hú còi trong vòng 15 giây để báo động cho chúng ta biết. Nếu không còn tác động thì 15 giây sau là xe sẽ tự hết. Rồi, và nếu chạm tiếp thì nó lại hú tiếp thôi. Và nút thứ ba, chúng ta ấn vào nút tìm xe. Có cái biểu tượng là hình xe máy. Đây là nút tìm xe, phạm vi là 100m, không có vật cản nhé. Chúng ta ấn này. Đó, xe sẽ chớp tít tít. Rồi chúng ta ấn tiếp. Và chế độ này thì có chức năng là im lặng hay là không nhé. Chúng ta giữ chặt vào đây này. Rồi, đến khi đèn đỏ sáng, điều đó chứng tỏ rằng là xe đã chuyển về chế độ im lặng. Chúng ta bấm tìm xe. Xe có phản hồi nhưng không có âm thanh loa kêu. Và chúng ta muốn bật âm thanh loa kêu lên thì chúng ta lại giữ vào đây. Rồi, như vậy là xe lại có âm thanh trở lại. Chúng ta cài đặt chức năng của âm thanh núm khóa. Ở đây tôi để chìa khóa on. Tôi đánh thức thì chỉ thấy đèn led và đèn báo chìa sáng nhưng mà không có âm thanh loa kêu. Bây giờ tôi cài đặt như sau. Giữ chặt nút nguồn. Đèn led xanh chuyển sang đèn led đỏ. Đó, chúng ta thấy là đèn đã đỏ rồi. Rồi, chúng ta sẽ ấn nút nguồn trước và nút tìm xe sau trong vòng 1 giây. Chúng ta ấn này. Ấn, ấn, đó. Thì chúng ta ấn vào đây quan sát thấy nhấp nháy 5 lần. Đèn nét đỏ. Điều đó chứng tỏ rằng là hệ thống đã on âm thanh rồi. Bây giờ mình lại on chìa khóa lên và đánh thức vào đây. Mọi người đã nghe thấy âm thanh loa kêu rồi nhé. Off đi cũng vậy. Rồi. Bây giờ mình lại hủy cái âm thanh đi thì cũng lại làm như vậy, lặp lại lần hai thôi. Chúng ta giữ vào nút nguồn cho đèn led về đỏ. Rồi, đỏ rồi. Chúng ta quan sát là đang chớp 5 lần đỏ. Bây giờ mình sẽ ấn này, ấn nút nguồn trước và nút tìm xe sau trong vòng 1 giây. 1 1. Đó, và chúng ta thấy là cái đèn led này nó sáng chứ nó không nhấp nháy. Điều đó chứng tỏ âm thanh đã được off. Rồi, bật chìa lên. Đánh thức. Đó, chúng ta thấy đánh thức là không còn âm thanh nữa rồi. Chúng ta lại on tiếp. Rồi. 1 1. Đó, chớp 5 lần, chúng ta on chìa lên. Kiểm tra. Đó, như vậy là âm thanh đã lên. Trong quá trình sử dụng thì chúng ta luôn luôn để ở chế độ on, tức là bấm vào nút nguồn sẽ thấy đèn này phải xanh. Rồi, khi muốn đi chúng ta đánh thức một lần vào đây. Chúng ta bật lớp đầu tiên thì mở yên và cốp, bật tiếp lớp thứ hai có chữ Y là khởi động toàn bộ xe và chúng ta bóp phanh bấm đề để khởi động thôi. Khi chúng ta tới nơi gạt chân trống xe sẽ tắt máy. Chúng ta tắt khóa điện đi. Nhưng cái đèn led vẫn sáng và đèn báo chìa trên táp lô vẫn sáng. Mất một lúc sau tầm 1 phút thì hệ thống nó mới off hoàn toàn. Chúng ta muốn off ngay, chúng ta chỉ cần ấn vào đây. Rồi, hệ thống nó off ngay hoàn toàn. Các bạn thân mến, vừa rồi Toàn An Đồng đã review nhanh cái quá trình sử dụng khóa thông minh Smart Key trên xe SH. Đây là những cái thao tác đơn giản mà người sử dụng xe cần biết. Ngoài ra còn những cái thao tác chuyên sâu, đó là mở khóa khẩn cấp, mở yên khẩn cấp,
rồi là cài đặt hệ thống chống trộm báo động nhạy hay là không nhạy, cài đặt âm thanh to hay là âm thanh nhỏ, thì đó là những cái thao tác chuyên sâu dành cho thợ xe máy thôi. Video mình làm tới đây là hết rồi. Mọi người xem video và đăng ký kênh YouTube Toàn An Đồng để ủng hộ Toàn An Đồng phát triển kênh YouTube của mình lên. Xin chào mọi người, video đến đây là hết rồi.